Audio Jungle. Xin chào bà con, thì cái clip hôm nay mình quay cho con luôn á là cái bệnh mà xì thăng thối mũ mà lâu nay tất cả bà con chúng ta luôn thờ ơ. Thì với clip này mình quay rất là chi tiết để bà con xem về cái bệnh xì thăng thối mũ này, bà con xem rõ về cây thủy thực cạo. Gặp luôn. Con chào nó xíu xíu giống như em vậy. Con chào anh luôn. Thôi anh chào cho anh quen nha. Ấy là xéo vậy thôi chứ. Dạ. Nhưng mà phải hết cái lớp ê đen nha. Hết cái lớp đen. Hết cái lớp đen luôn á hả? Dạ. Ấy trong con thân không còn cạo đâu. Cạo cái lớp vỏ thôi. Đừng có rộng quá nha, vừa phải thôi. Đen tới đâu mình cạo tới đó thôi. À. Cạo quá nó ảnh hưởng tới cây. Cái này có cạo nữa không? Không, cạo đó được rồi. Cạo trơn như còn đen. Cái này nó xuống xíu nữa. Mình còn quét cái cốt tâm lâm đó luôn à? Không, quét cái thuốc khác luôn. Có mang thuốc đi đâu? Có. Này anh gói anh trà là nguyệt ớt. Anh kẹo lên nữa, hết cái vết thâm đó là anh quét là nó liền à. Nãy anh nghĩ nó bị nhiêu đó không, nhưng mà nó đang tới này thấy không? Nó ăn lên nữa. Ra đây mà thằng Kiếu nó bị suy cây chết cây, bây giờ đậu trái xong chết luôn. Nhìn lên tới đây nè. Anh dạt cho anh dạt xuống cho nha. À, bị vậy nó khỏe hơn. Rồi, đó là hết rồi. Anh dọt ngay xíu nữa là được. Đó, đây là... Bên đây anh dạt xíu nữa, bên đây này. Bên đây này, xíu này nữa là xong rồi. Rồi, anh đừng gọt nữa, đừng gọt nữa. Bên đây anh gọt một xíu nha. Sơn gió thôi, kiểm tra nữa thôi. Là cái này anh làm giờ tuyệt đối luôn á. Tuyệt bệnh luôn á. Làm kỹ luôn, làm một lần á, khỏe. Khỏi mấy công xong rồi đi làm nữa. Làm mấy công cạo, anh cạo sạch luôn. Xíu nữa anh. Mà... Một miếng cái đó anh lỗm này miếng nó hết rồi. Hết rồi nè. Rồi, nay xíu thôi hết rồi. Đây à. Rồi. Thấy em quầy thuốc anh quét thôi, chứ đây anh nào xíu cho nó láng cái da nữa, lành như vậy. Rồi. Đây nữa nè. Rồi, anh cài qua được á. Hai bơm sao. Một cây mà nó bị nhiều quá anh làm một nửa nha, chứ anh không được cạo hết vỏ nó chết á. Không, anh cũng biết. Dạ. Làm cành xong thì nhớ là khi rửa vườn cho để nắng không ngập cho nó cái vết cắt. Còn không thì không làm thì phải cắt xa ra. Không phun thuốc cũng phải cắt xa ra. Cùng vậy. Không, cỡ dao lâu lắm cái cưa mình rất nó nhanh hơn. Rồi cứ mình lấy dao mình làm lại anh à. Ừ. Mình thấy không? Nãy bị chút xíu mà lên tới này rồi. Ừ. Đi trong mình không thấy được luôn. Xong rồi là chết luôn cái cây. Anh nhìn vào đây nè. Đây mất rồi. Cái cây mà nó bị chích đứng là bị sao ta? Chết chứ sao? Chết... Vừa thu xong. Anh vừa thu trái xong tự nhiên cái lá nó héo. Xong rồi anh đổ thuốc thì nó cầm chừng mà nó không có vương, nó vẫn héo. Thế là nó héo từ ngọn héo xuống không? Đúng rồi. Nó chết tới đây rồi, nó nứt cành mới lên. Sao? Không, chết luôn á. Trái nhiều không anh?
Hả? Trái nhiều không? Trái thì ít. Anh nói vì cái lượng bơ anh đây, cái dàn cành này ít quá, anh nó bực. Anh hãy xem được cái rễ nó có bị nữa không? Vì anh rung gốc, rung đồ là không có bị gốc, bị đồ hết. Anh moi ra cái rễ cọc bị thúi không? Không thúi. Nó chết này có hai hiện tượng, một là vi khuẩn, hai là nấm thôi. Đã đơ cây là nó chết. Cái cây đó cây chỗ nào đâu? Cái gốc chỗ này. Anh tí dùng xem nữa. Cái bệnh đó hay lắm, nhiều người bị lắm. Còn cái bệnh mà héo xanh trên ngọn nữa kìa. Thì héo xanh đó, héo nó héo từ chết tới ngọn, bắt đầu nó nứt cái ngọn nó lên. À đây không nứt luôn, anh xong bắt đầu anh cưa, anh ra anh cưa. Anh cưa để anh hủy á. À. Anh cưa mà nó cũng không nứt. Bây giờ cái bệnh héo xanh đó là hay bị. Nó lây nhanh lắm, cái bệnh nó mưa xuống lây. Chứ mượn á, thì anh lo anh đổ thuốc liền đó chứ. À. Vì bơ này là thường là một năm anh đổ là khoảng 10 lít tiếng trùng nè. Với lân với tiếng trùng là anh đổ. Anh đổ đầu mùa mưa, anh đổ tiêu là anh đổ luôn. Ừ. Bị qua tới nay luôn rồi. Này nhanh cái 4 tháng mới liền ra nữa. 4 5 tháng. Nãy anh nhìn có một xíu ra thôi. Đúng rồi. Nhưng mà chắc lan hết cây rồi. Dẹp rồi, cành này dễ bị chết lắm. Còn một miếng bên đây. Cái này tới anh quét liền luôn nha. Anh lấy thuốc anh quét luôn nha. Chứ cái cây kia anh cũng làm cho em luôn. Cái kia cả bị tới rễ rồi. Rồi tạm thời mình cứ xử lý hết cái vùng này đi đã. Rồi xong khi mà nó liền hết cái vùng này, bắt đầu nếu mà nó phát hiện qua bên này nữa thì mình cạo thêm qua nha anh. Nếu mà giờ mình cạo luôn là nó chết. Gọt hai miếng cho láng rồi nè. Nên không có thể nào làm dứt điểm luôn. Làm dứt điểm là cây này sẽ chết. Chết vài cành đó. Anh để nặng thêm lần nữa là cây này dễ đi luôn. Cây đây sẽ là cây làm hoa đầu tiên luôn. Tàu nụ sớm nhất luôn. Nếu mình không xử lý á là nó yếu hả? Dạ, nó giống như cây nhỏ hồi nãy á. Có nghĩa là nó yếu là tự làm hoa. Dạ. Mất sức là tự làm hoa. Anh thấy sơ đúng không? Ừ. Giờ thì chắc là hết cây rồi. Nó xâm nhập nhanh lắm. Nhìn phía dưới đâu có bị đâu hả? Dạ. Yeah. Mình cứ nhìn cây kêu xanh tốt đúng đâu có bệnh gì đâu. Cái này là đúng rồi. Khâu chưa có kinh nghiệm là không biết là coi như là ý y đây à, không thì cái giá à. Mình nói thật thân tâm thì cái giá anh vẫn thấy mình ý y kêu đã làm xong rồi xịt luôn đúng là ý y. Nhưng em xịt em dám đảm bảo anh là 90% không giờ bớt, anh chỉ có cạo mới bớt thôi. Để nó nằm ở trong thân mà anh à. Không thể nào thuốc lưu dẫn luôn. Thiệt lúc bây giờ đúng là kinh nghiệm.
anh làm sớm là đỡ rồi nè. Thì mình bữa là vẫn biết, yeah, vẫn thấy, vẫn biết, nhưng mà mình kêu từ từ, cà cha nó ít mà. Mà lúc cạo là bây giờ mới thấy khiếp hồn thì kia. Rồi, ok, không sao hết. Cái đó là ok rồi. Rồi.